một nỗ lực dương cao màu cờ vàng chính nghĩa của người quốc gia và tỏ lòng tri ân đến với những người lính chiến Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu và hy sinh trong cuộc chiến tranh Việt Nam, được biểu hiện vào cuối tuần lễ Memorial Day tại thành phố Orlando, tiểu bang Florida hôm thứ Bảy 26 tháng 5 2012. Dưới bóng râm mát của những tàn cây ốc, với dây leo rủ đặc thù của vùng Florida, hơn 150 đồng hương cùng với một số đông người Mỹ địa phương dự buổi lễ đặt viên đá đầu tiên cho đài tưởng niệm chiến sĩ Việt-Mỹ Florida. Buổi lễ cử hành rất long trọng với những nghi thức tưởng niệm, lời cầu nguyện từ những vị lãnh đạo tinh thần Mỹ và Việt, và một rừng cờ vàng ba sọc đỏ phất phới cùng với cờ Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. Florida, từ Clearwater, từ St. Petersburg, từ Tampa, từ Gainesville, từ Jacksonville. In honor we remember those who fought and died in the Vietnam War for the value of freedom and democracy. We hope that this monument will be seen as a symbol of thanks to all our American family and friends who have lost their loved one in the Vietnam War. Nhân dịp ngày lễ Memorial Day 28 tháng 5, thành phố Orlando trong một bản tuyên cáo khẳng định cuộc chiến của quân lực Việt Nam Cộng Hòa bên cạnh đồng minh Hoa Kỳ là tuyến đầu chống chủ nghĩa Cộng sản quốc tế và tỏ lòng tri ân đến hơn 58.000 binh sĩ Mỹ cùng với hàng triệu quân dân miền Nam Việt Nam đã bỏ mình trong chiến tranh. Chính quyền thành phố Orlando ấn định ngày 26 tháng 5 năm 2012 là ngày tưởng niệm chiến tranh Việt Nam. Thành phố Orlando đã công nhận màu cờ vàng ba sọc đỏ từ năm 2004. Ông Chu Bá Yến, Chủ tịch Ủy ban vận động xây dựng tượng đài tưởng niệm chiến sĩ Việt-Mỹ Florida cho biết thêm, cuộc vận động đã trải dài bền bỉ từ năm 2006. Cộng đồng người Việt hải ngoại có hai cái biểu tượng rất là quan trọng, đó là cờ vàng, vinh danh cờ vàng ba sọc đỏ, và cái biểu tượng thứ hai đó là tượng đài. Hai cái biểu tượng đó vô cùng quan trọng của người Việt tị nạn Cộng sản tại hải ngoại. Bức tượng hai người lính trưng bày trong buổi lễ chỉ là mô hình tượng trưng. Kiến trúc sư Nguyễn Duy Đức, người thiết kế đài tưởng niệm cho biết về vài đường nét đặc thù trong hình tượng tương lai. Người lính Việt Nam và người lính Mỹ cùng chiến đấu song song. Nhưng có một cái nét đặc biệt là cái người lính Việt Nam trong một cái tư thế xung phong, song tới, và cũng có thể là trong cái giây phút đó, cũng có thể cái người lính đó là cái giây phút cuối cùng của người lính Việt Nam Cộng Hòa, hay là cũng là một cái giây phút mà người lính sẵn sàng để hiến trọn của cuộc đời của mình. Bên cạnh tượng đài chúng tôi có cái bức tường, và trong cái bức tường đó chúng tôi sẽ ghi lại lịch sử cái cuộc chiến Việt Nam cho cả thế hệ con cháu của mình về sau này. Khi bước chân đến đây, nó sẽ tưởng nhớ vấn đề cha ông của họ đã chiến đấu cho vấn đề tự do và vấn đề dân chủ. Trong 6 năm qua đã đóng góp được một số tiền là 125.000. Tuy nhiên, chỉ trong cái ngày thứ trong cái tháng 5 này thôi, khi mà giấy phép đã được TT cho phép và chúng tôi xúc tiến cái việc mà làm lễ đồng thổ đó, thì được cái sự hưởng ứng của rất nhiều đồng hương. Và chúng tôi nghĩ rằng cái số tiền ngày hôm nay cộng được cũng trên 35.000, thì cái số tiền đó là một con số trong cái tháng 5 đã là cái con số mơ ước mà chúng tôi có. Và chúng tôi tin là chắc chắn rằng là trong những ngày tháng sắp tới, đồng bào sẽ hỗ trợ chúng tôi. Buổi tối cùng ngày, khoảng 500 đồng hương đến từ các địa phương lớn ở tiểu bang Florida dự ra tiệc, tiếp tục gây quỹ, hầu đạt đến con số khoảng 250.000 đô la cho phí tổn xây dựng tượng đài chiến sĩ Việt-Mỹ Florida. Một cái sự thành công lớn lao mà tất cả mọi người cố gắng làm việc rất là nhiều vì công việc chung. Cho nên là những vị trẻ họ đã đổ xô ra tiếp đỡ, làm việc rất là giỏi. 10, 20 năm nữa, nếu không có một cái biểu tượng nào để mà ghi dấu lại cho con cháu mai sau, thì chắc chắn rằng thế hệ, cái next, cái generation họ sẽ quên đi và quên tất cả
những cái sự chiến đấu hùng hồn của cha ông, của họ. Công việc này công việc là hết sức là chính đáng. Hôm nay tôi đã bỏ thời giờ đến đây không ngoài mục đích để nhớ tưởng những anh linh chiến sĩ đã bỏ mình vì nước, vì dân tộc, vì quê nhà. Do đó tôi đến đây để tham dự lễ này và mong được ít lòng nhiều để phần nào để xây cái tượng đài càng sớm càng tốt. Theo dự trù, tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ Florida sẽ được hoàn tất vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2013. Nguyễn Tử Tiến tường thuật từ Orlando, Florida.